Mến chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuỗi video mà My Thiều sẽ trò chuyện và phân tích một số các cái vấn đề rất là thiết thực trong cuộc sống mang tên sự thiệt thấu lòng. Số 1 vừa rồi, số ra mắt My Thiều đã trò chuyện với quý vị về học hỏi. Hôm nay mình cũng giữ lại cái tự học, nhưng đằng sau đó là hành, học hành. Video ngày hôm nay sẽ có 3 cái phần nội dung chính. Thứ nhất, My Thiều sẽ nói về những cái thứ mà mình học để cho chính bản thân mình thực hành. Thứ hai, mình hành những thứ mình học. Và sau cùng, một cái bước, một cái khoảng kết nối mà quý vị rất hay quên trong cái quá trình mà mình học hành, đó là suy ngẫm. Vậy thì khi mình nói về những thứ mình học, thì quý vị phải nảy lên ngay cái câu hỏi trong đầu của mình: mấy lâu nay mình học có phải để cho mình thực hành không? Mình học tất cả những cái thứ trải dài trong cái khoảng thời gian trong cuộc đời của mình cho đến cái thời điểm này, có bao giờ mình suy nghĩ mình dám đặt cái cuộc đời mình vào để mình thực hành những cái thứ mình học không? Xin thưa với quý vị thường nói là lười học, không có thấy cái chuyện học nó liên quan dính líu gì. Nhưng xin thưa quý vị dành rất nhiều thời gian để quý vị học. 12 năm phổ thông bắt buộc. Mỗi một ngày mình cắp sách đến trường chưa đầy 7 giờ sáng, nhiều lúc nước mắt ngắn, nước mắt dài mình đi học, mà mình cũng không bao giờ mình tự hỏi. Và những cái người nay lưng ra, cha mẹ mình, ông bà của mình, những người thân trong gia đình của mình cố gắng để mà kiếm cái đồng tiền đó cho mình đi học, để mình đừng có dốt. Nhưng xin thưa với quý vị, có thiệt sự mình đi học để mình bớt dốt không? Và cái sự học đó nó có làm cho mình bớt dốt không? Cái đó còn phải suy nghĩ lại. 12 năm phổ thông là phổ biến, 4 năm tiếp theo dành cho đại học, mình làm gì trong 4 năm đó? Bao nhiêu khoảng thời gian mình ngủ, mình ăn, mình đi chơi, mình bù khú với bạn bè, mình đi khám phá, trải nghiệm, không ăn thua, dính dáng gì đến cái mục đích cuộc đời hoặc là đến những cái điều đó thiệt sự cần kiếp trên cuộc đời của mình. Phải vậy không quý vị? Hay là mình cài, mình ôn bài để mình thi cho qua môn? Đối với My Thiều thì thêm 4 năm nữa. Cái này thì quý vị sẽ đặt một cái câu hỏi rất là lớn, là tại vì sao cái chương trình cao học của rất nhiều những cái lớp, những cái nước theo cái hệ thống của Anh thì nó chỉ có 1 năm. Phổ biến nhất thì là 2 năm. Mà ở đằng này My Thiều học cao học tới 4 năm là tại vì My Thiều bị kéo co giữa hai cái trạng thái mình muốn thực học. Xin thưa với quý vị, khoảng thời gian phổ thông có thể nói là học vì nghĩa vụ. Mình không học là mình dốt, mình không học mình không biết là phải làm cái gì, và mình không học thì mình không có những cái môi trường tương đối là tốt đẹp, lành mạnh hơn để mà mình trải qua những cái năm tháng đó của mình. Rồi lên đại học, mình mang cái danh nghĩa là mình học cho mình, là để làm gì? Mình bung ra, mình khám phá, mình thử nghiệm, mình học cái này, mình học cái kia, mình làm dự án này, làm dự án nọ, gặp người này, gặp người kia, quay cuồng trong đó. Rồi sau đó đến cái thời gian cao học, My Thiều rất kỳ vọng mình được vun bồi cái khả năng nghiên cứu một cách độc lập, để mình tìm hiểu tất cả những cái vấn đề liên quan đến chuyên ngành nhân học của mình và liên quan đến những cái thứ nó rất là thiết thực cho cái cách đối đãi, hành xử và trong cái cuộc sống của mình nói chung. Nhưng xin thưa, nó cũng vỡ vụn, nó cũng nát bét luôn. Trong một cái bối cảnh giáo dục nói chung thì cái chuyện mà học để rèn được các cái kỹ năng, rồi các cái khuynh hướng nghiên cứu độc lập, rồi vào một cái môi trường học mà có một cái sự xuyên suốt đọc sách, rồi nghiên cứu, rồi trao đổi, rồi đồng hành với cái chuyện học hành nghiên cứu đó của mình, nó rất là xa xỉ luôn quý vị. Học toàn thời gian ở cao học mà không khác gì cái hệ vừa học vừa làm, nó rất là manh mốn, phải nói thật sự là như vậy. Cái đó là chưa kể có rất nhiều người xem cái bậc cao học là để lấy một cái bằng cao hơn, và do đó học làm sao để có cái bằng tốt là được. Rất nhiều người như vậy. Mừng là My Thiều không phải vào trong cái số đó. Và tất cả những cái thứ khác nữa, những cái chứng chỉ, những cái khóa học ngắn hạn, những cái thứ mà quý vị học để nó đắp đổi qua ngày, để nó giúp cho quý vị thăng tiến trong cái công việc. Chấm hết. Vậy thì mình còn lại gì sau tất cả những cái thứ mình học mà xin thưa với quý vị không hành, My Thiều còn mừng. Vậy thì làm sao để mình biến tất cả những cái khoảng thời gian, những cái thứ mà mình đã dành cả cái thanh xuân của mình để mình học đó, nó cũng vô đầu của mình ít nhiều, làm sao để mình chuyển nó về cái trạng thái hữu lý với chính mình? Xin thưa với quý vị, có 4 cái mảng. Thứ nhất, tất cả những cái thứ mình học đó, bây giờ mình sâu chuỗi lại coi nó có giúp ích gì cho cái mặt tư tưởng của mình không? Ít ra là trong số những cái thứ mình học và suốt cái khoảng thời gian mình học đó, mình có bao giờ nảy lên cái câu hỏi là tôi sống để làm gì, tôi học để làm chi? Những điều này nó thiệt sự hữu ích cho cái cuộc đời của tôi ra làm sao, cho những người thân thương xung quanh của tôi như thế nào? Ít nhất là mình cũng có được cho mình những cái câu hỏi đó, thì tạm gọi là không có uổng phí. Còn về mặt tri thức, ít ra thì mình cũng có thể thu nhặt được những cái kiến thức nó hữu ích
cho cái việc mình sinh sống, cho cái việc mình đối đãi, cho cái việc mình ứng xử trong công việc và mình tiếp tục mình tự học. Tất cả những điều đó tạm gọi là hữu ích về kỹ năng. Hôm nay My Thiều là ngồi ngồi ở đây, My Thiều nói chuyện với quý vị nè, mà quý vị có cái sự lắng nghe nè, hoặc thậm chí là trong những cái lớp của My Thiều dạy thì các cái bạn học trò hay nói là nói trúng cái tim đen đó và giải quyết được những cái vấn đề nhức nhối của các bạn đó đó, thì xin thưa với quý vị nó cũng đi kèm các cái kỹ năng ở trong đó. Và sau cùng là về mặt đạo đức, mình học làm sao những thứ mình đã dung nạp bấy bao nhiêu lâu nay nó làm cho mình tốt hơn, nó làm cho mình an vui hơn, nó làm cho mình hướng thượng hơn, nó làm cho mình vươn tới những cái điều nó bền vững, nó tốt đẹp hơn trong cái cuộc sống của chính mình, là coi như tạm thành công. Và sau cùng mình phải đặt câu hỏi về những cái thứ nó tối ưu chứ, chứ không phải là mình đi gom góp, mình đi thu lượm tất cả những cái tàn tích của mình về những cái cơ hội mình buộc phải học để mình làm cho nó có lý hơn, mà mình xuất phát điểm từ những thứ nó chí lý luôn cho những thứ mình học. Tại vì sao? Mình đánh cược cái cuộc đời của mình trong đó mà. Mình học là để cho chính mình có thể thực hành được mà, thì mình đâu có dở ngơ được, mình đâu có vung tiền để mình có thể học những cái khóa nào mà nó thiệt sự là sang trọng, rồi ai muốn dạy cái gì trong đó thì dạy, rồi cấp cái bằng cho mình, rồi mình ra mình nộp cho sếp mình là xong đâu quý vị. Không phải, và cũng không phải mình học vì mình để mình chiều lòng cho ba mẹ của mình nữa, mà mình phải tìm cái lý do nó chí lý để mình học. Nghĩa là sao? Không gì khác hơn ngoài cái chuyện là đánh động vào mục đích cuộc đời của mình, giúp cho mình làm sáng tỏ hơn mục đích cuộc đời của mình, giúp cho mình thực hiện được mục đích cuộc đời mà mình đã tìm ra một cách xịn sò đó. Thì xin thưa với quý vị, bốn trụ cột tri thức vào những ngày đầu tiên mà My Thiều biết là nó bao gồm giáo dục học, triết học, tâm học và tâm linh học. My Thiều trời môi chi cho cực vậy, học gì nhiều quá vậy, biết bao nhiêu đó nó có đủ không, rồi biết bao nhiêu đó nó đầy đủ như thế học có nổi không. Tất cả những thứ đó từ giỡn ngư cho đến hoài nghi. Và khi chính My Thiều là cái người phải tự giáo cho bản thân mình, phải hướng dẫn mình trên cái con đường mà mình khám phá ra cái mục đích cuộc đời, và mình làm tất cả những cái điều nó hữu ích cho cái cuộc sống của mình nó ngày càng tốt đẹp hơn, thì My Thiều thấy là mình thiếu tùm lum, và tất cả những cái thứ mình thiếu mình có thể tìm ở trong bốn trụ cột tri thức đó. Và khi My Thiều là cái người hướng dẫn cho người khác, làm giảng viên, làm giảng sư, thì mình phải đứng trước cái chọn lựa. Học trò đến với mình học xong cái môn của mình vô cùng hạn hẹp đó rồi ra về sao? Không được. Mình phải hướng dẫn cho các bạn đó tất cả những cái thứ khác bung rộng ra để các bạn đó tìm hiểu, để các bạn đó thấy là còn rất nhiều những cái kiến thức, những cái tư tưởng, những cái kỹ năng hữu ích để phục vụ lại cho chính cái cuộc sống tốt đẹp của các bạn đó. Và đến cái giờ phút đó thì bốn trụ cột tri thức nó không phải là trên cái danh nghĩa nữa, mà nó thật sự gắn liền với cuộc sống của mình. Và đôi ba lần My Thiều có ví von nó giống như là cơm ăn, nước nước uống, không khí mà mình thở. Đó là những cái tri thức mà mình cần, và cái định hướng khi mình học là để mình thực hành, chứ không phải mình học chơi chơi, học cho có. Hành để học là như thế nào? Trong suốt cái quá trình mà quý vị học, quý vị cho vô những cái kiến thức, những cái hiểu biết mới, hoặc thậm chí quý vị thay chỗ, bỏ đi tất cả những cái tri thức sai mà trước đây nó bị sai, nó không có hữu ích cho mình. Vậy thì suốt cái quá trình đó mình phải nương vào chính cái đặc điểm của mình để mình có thể thực hành, mình có thể kiểm nghiệm, mình có thể sở hữu, sở đắc được tất cả những cái điều học đó. Vậy thì chia làm ba quý vị. Với những người nào á mà giống như My Thiều, tức là có cái thế mạnh về cái sự trải nghiệm, thì với những cái điều mình học á, mình không có mong là học thiên kinh vạn điển rồi mình mới thực hành đâu. Và mình cũng không có mong là trở thành một cái người bác học đa văn quảng kiến gì đâu. Mình mong là tất cả những điều mình học đó nó có cái sự phù hợp, nó có cái hướng để mình ứng dụng. Mình làm rồi mình mới tin. Bây giờ anh nói với tôi là tâm lý học chia làm ba cái khuynh hướng: duy nghiệm, duy cảm và duy lý. Bây giờ anh thử nói coi tôi ứng dụng những cái điều đó làm sao. Những cái điều đó nó quay trở lại, nó giúp cho tôi xác định tôi là người thuộc cái thế mạnh nào. Nó giúp tôi nhìn được những cái người xung quanh thuộc những cái thế mạnh nào để tôi có cái cách hướng dẫn cho họ, đối đãi với họ thích hợp để giúp cho họ phát triển được tốt hơn. Đó, người duy nghiệm đi theo cái hướng đó và họ tin một cái niềm tin từ chính những cái trải nghiệm, từ chính những cái cảm nghiệm và thậm chí từ những cái quan sát của họ thông qua những cái thành công của những cái người khác. Những người duy duy cảm thì sao? Họ nghe một ai đó nói, họ tiếp xúc một cái kiến thức gì đó họ thấy hay quá, họ tin rồi họ làm, nhưng đôi khi họ quên là họ nghĩ làm. Còn đối với những người duy lý, quý vị thuyết phục họ đi, nói lý đi, mà cái lý đó nó phù hợp với cái ngưỡng hiểu biết, cái tầm tiếp thu của họ, thì họ tin và họ làm, và họ ghi nhớ cái lý đó để họ làm. Vậy thì bản thân mình không thể nào để cho mình lệch bất kỳ một cái duy nào được hết trơn á. Mình nương những cái duy đó để mình học tiếp,
để mình có cái cảm hứng, cái động lực cho mình. Nhưng cái trách nhiệm của mình là mình phải vun hòa tất cả những cái gì đó. Đấy, khi mà mình nghiệm quá đó thì mình đưa lý vô, mình rút ngắn cái khoảng thời gian mình thử sai lại. Khi mình cảm quá đó thì mình đưa nghiệm vô để mình thấy là tin khơi khơi như vậy không được. Và tất cả những cái điều đó nó cần cái lý, và cái lý đó ngày càng phải xịn hơn. Vậy thì làm sao để mình có cái sự thực hành cho nó tối ưu với tất cả những cái điều mà mình dung nạp vô, mình học đó từng chút một. Khi nào quý vị nắm được ba cái nguyên tắc này thì cho dù quý vị mạnh về duy nghiệm, duy cảm, duy lý thì sớm ngày cũng có được cái sự thành tựu liên kết được cái sự học và cái sự hành của mình. Thứ nhất, mình nhớ một điều, những cái thứ mà nó thiệt sự hữu ích, nó tốt đẹp, nó cần cái quá trình, nó cần cái thời gian. Thứ hai, nó có cái sự tuần tự. Quý vị học từ thấp cho đến cao, hành từ những cái điều mà nó đơn giản cho đến phức tạp. Và thứ ba, tất cả những cái sự cố công nỗ lực đó của mình phải là vì mục đích cuộc đời tốt đẹp. Chưa có thì làm tất cả những điều đó để có mục đích cuộc đời. Có rồi thì làm tất cả những điều đó để hoàn thành mục đích cuộc đời. Vậy thì như Mi Thiều có hứa với quý vị sẽ nói với quý vị về một cái bước trung gian mà rất nhiều người không biết hoặc là quên, đó là bước suy ngẫm. Khi mình học, mình cần suy ngẫm. Mình coi những điều đó có cái sự hợp lý như thế nào, cần phải bổ túc ra làm sao. Trong cái video trước, Mi Thiều có một cái lời nhấn mạnh, có một cái lời cảnh báo, có một cái lời nhắc nhở như đinh đóng cột với quý vị luôn. Đó là gì? Đừng bao giờ tự biến mình thành một cái người học giật giọng, giật ngược và thiếu sự cảm nhận. Điều đó là một điều hết sức tai hại. Và chỉ có suy ngẫm mới giúp cho mình có đủ sự nhẫn nại, nại những cái điều khó đó để vượt lên. Vậy thì cái suy ngẫm này cũng suy ngẫm trong lúc mình hành. Tất cả những cái điều kiện giúp cho mình thực hiện một cái việc gì đó, để cho mình trải nghiệm một cái điều học gì đó, nó đã đủ tối ưu chưa? Do đâu mà mình làm nó thất bại? Do đâu mình làm nó thành công? Do đâu mà nó thành công ở cái mức độ này chứ không phải là ở một cái mức độ khác? Do đâu mình làm thành công nhưng người khác thì có cái sự thất bại khó khăn hơn? Mình suy ngẫm tất cả những cái điều đó để mình làm hoàn thiện hơn cái quá trình thực hành, nếm được cái kết quả, cái vị ngọt của cái sự thành công đó. Và xin thưa quý vị, cái quan trọng nhất, mình suy ngẫm để mình nối được cái học với cái hành. Hôm nay tôi học tất cả những cái điều liên quan đến giáo dục học. Tôi suy ngẫm về cái cách để tự giáo dục mình. Ngày mai tôi học những điều liên quan đến giáo dục học, nhưng tôi suy ngẫm xa hơn, đó là tôi giáo dục được cho người khác. Ngày kia tôi cũng học về những cái điều liên quan đến giáo dục, nhưng tôi suy ngẫm làm sao để cái quá trình mình tự giáo dục mình nó cũng mang lại cái kết quả, cái sự tốt đẹp cho cái quá trình giáo dục người khác. Xin thưa với quý vị, học như thế rất nhàn mà cũng rất cực. Cái quá trình đó nó gần gũi, nó thiết thân và nó đồng hành với từng giờ, từng ngày của mỗi một người. Khi nào mà quý vị trải nghiệm được tất cả những cái gì mà hôm nay cô My Thiều có chia sẻ với quý vị thì quý vị mới cảm thấy những cái điều học của mình đó, nó giống như là một cái sự bầu bạn thiệt sự trong cuộc sống. Không có bất kỳ cái sự bầu bạn nào nó quý báu bằng cái chuyện mà mình học, mình hành và mình suy ngẫm về tất cả những cái sự học hành và liên kết giữa học và hành đó của mình. Xin thưa với quý vị, người càng có tuổi, họ càng chóng vánh khi họ không có sự bầu bạn từ việc học. Mình còn trẻ. Ngay bây giờ, mình thì rất mong muốn quý vị có cái sự suy ngẫm. Quý vị tìm những thứ mình học là để mình hành cho chính mình. Và mình hành là để mình quay trở lại. Mình quý trọng cái chuyện học của mình hơn. Và tất cả những điều đó quy về một mối cho cuộc sống nó được rõ ràng, có trí tuệ và an vui hơn. Mong muốn quý vị nghe xong video này, quý vị có nhiều cái sự suy ngẫm, có nhiều cái chất liệu cho mình. Để một ngày nào đó mình bầu bạn với nhau và bầu bạn với việc học một cách tối ưu nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến giờ phút này. Hẹn gặp lại quý vị ở những số sau, những cái chủ đề tiếp theo của chuỗi sự thiệt thấu lòng. Chào tạm biệt quý vị.